Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta đến với thành ngữ số 30 của cái chuyên mục Mỗi ngày một thành ngữ của thầy. Thành ngữ của chúng ta có tựa đề là basket case. Cụm từ này có nghĩa là gì? Hoảng loạn này. Hay là gì? Thất thường này, vân vân. Basket case, hoảng loạn hay là thất thường. Bây giờ chúng ta xem, chúng ta ví dụ đây. Ví dụ thứ nhất, she became such a basket case when she discovered her ex was at the party. Cái ex này á các bạn, là các bạn hiểu là gì không? Ex là chồng cũ hay là vợ cũ, vợ cũ á, hoặc là người yêu cũ á của ai đó. Chồng cũ hoặc là vợ cũ hoặc là người yêu cũ của ai đó. Ex nha. Cô ta trở nên hoảng loạn, cô ấy trở nên thất thường hoặc là hoảng loạn khi cô ta phát hiện ra rằng người yêu cũ của cô ta hoặc là chồng cũ của cô ta đang ở tại bữa tiệc. Giống như người yêu cũ á, nhà bà chia tay rồi, bây giờ đến bữa tiệc tự nhiên gặp lại người ta, cái hoảng loạn các bạn ha. Rồi, đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, Knowing that he is such a basket case, how could she accept to marry him? Nếu mà biết rằng á, anh ta là một người hoảng loạn hay thất thường như vậy đó, thì làm sao mà cô ta có thể chấp nhận kết hôn với anh ta được? Các bạn hiểu cái cách người ta dùng nha, rất là hay đúng không? Những cái câu này là rất là, người ta viết rất là giống văn phong của người bản ngữ luôn đó các bạn. Knowing that he is such a basket case, how could she accept to marry him? Rồi, thành ngữ số 30 cũng đã kết thúc. Hẹn các bạn thành ngữ số 31. Chào các bạn nhé.